Đây là món gà kho sả nghệ, ăn cùng với cơm rất ngon luôn. Và hôm nay chị em và các bạn sẽ cùng làm với Bình Khuyên món này nha. Ngon chưa? Bình Khuyên chia sẻ các món gà thì thường là các chị hay nhắn là Bình Khuyên ơi chia sẻ nhiều hơn nữa những món gà, bởi vì là ở Mỹ các chị thường là mua gà dễ lắm và rất là nhiều và sẵn. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ làm với lại cái món này, gà kho sả nghệ ớt gừng. Ở đây mình có 1 kg mốt gà, để ngon đó mình sẽ mua gà ta, nhưng mà ở đây thường là không có gà ta đâu, khó lắm, mình sẽ mua gà súp, nó gọi là súp phần hun đó, tức là để nấu thịt súp á, nấu cái nước dùng đó, mình không có cái đó thì mình sẽ mua đùi gà để cho nó dai. Gà ta ngon nè, rồi đến ở Việt Nam gọi là con gà chạy bộ hay là con gà tam hoàng, gà thả vườn đó. Đến cái đùi gà công nghiệp cũng được, nhưng mà phải đùi gà, bởi vì nếu như mình kho bằng cái phần thịt ức gà thì nó sát khô. Và đây là 1 kg mốt. Mình có cái bột ngũ vị hương và những cái nguyên liệu trên màn hình. Nhưng mà để tranh thủ thời gian mình đi rửa cái này. Mình rửa cho thật là sạch với nước ấm, giấm, muối nha. Bước tiếp theo mình sẽ cắt gà ra thành từng cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Cái này tùy theo nhà mình thích như thế nào mình sẽ cắt nha. Cái này cắt rất là dễ bởi vì cái xương đó nhẹ nhàng. Rất là dễ không? Có thể cắt ra làm 3 hoặc là làm 4 nha. Cắt nhỏ cũng được. 6 luôn cũng được nha. Gà này mình kho rất là nhanh chín, do vậy mình cắt nhỏ nhỏ ra cho nó nhanh thấm gia vị. Bước tiếp theo mình có sả bào đông đá, chút xíu nữa mình sẽ đi xay ra. Ở đây là 60 g, hoặc là mình có cái sả tươi mình cắt ra rồi sau đó mình xay nhuyễn nha. Và 35 g hành tím, 10 g tỏi, 10 g củ gừng, ớt khô, ớt tươi. Nghệ thì có thể sử dụng nghệ tươi hoặc là nghệ khô hoặc là nghệ mà mình đông đá nè. Anh chị em và các bạn mình về Việt Nam hay là ở đâu có nghệ nhiều á, cái mình mang bao tay bỏ vỏ ra xong cắt lát ra phơi khô. Sau đó thì mình mang qua bên này, mình đông vào trong tủ đông đá thì khi nào mình cần ăn là lúc nào mình cũng có sẵn hết. Và nó rất là tiện cho mình, và nghệ ăn tốt lắm, tốt cho bào tử và tốt cho sức khỏe của mình. Và nếu như anh chị em và các bạn nào mình ăn được cái nước cốt dừa thì mình cho nước cốt dừa, còn không thì mình sẽ thế bằng nước. Thịt nó cũng ráo nước, mình ướp vào đây luôn. 1/2 teaspoon muối. Mình có thể pha ở bên ngoài cũng được, sau đó mình cho vào một lượt cũng được, nhưng mà mình làm vậy cũng được luôn. Ngũ vị hương 1/3 muỗng cà phê hay là 1/3 teaspoon. Nếu mình thích ăn nhiều thì cho nhiều, nhưng mà nếu mà nhiều quá nó sẽ có mùi đậm lắm. 1/4 hoặc là 1/3 muỗng cà phê thôi. 1/2 muỗng cà phê bột nêm. Cái này là bột nêm rau củ quả, mình sẽ mua trong tất cả các siêu thị Đức. Rồi sau đó mình trộn đều lại. Mình ướp ở đây trong lúc mình đi xay sả, tỏi, ớt cũng như là củ hành. Cái này là mình chỉ ướp sơ thôi, chút xíu nữa mình còn cho nước mắm sao nữa. Nếu có máy xay thì mình xay cho nhanh, còn không thôi mình cũng có thể dùng dao bầm hoặc là chày cối để giã. Và nếu mà xay thì mình sử dụng cái cối xay có búng để dao. Cối này, có bạn hỏi mình khuyên thì xay bằng máy xay sinh tố được không? Thì cái máy xay sinh tố nó không có xay được, bởi vì nó xay cái dạng puree, nó xay cái dạng mà sệt sệt đó, thì cái này sẽ không có được. Thành thử ra mình sẽ sử dụng cái cối nhỏ dùng để xay, cối này hoặc là cái cối hai lưỡi dao mà hôm trước mình có chia sẻ rồi đó. Nói chung là toàn bộ mình cho nó xay hết nè, nhưng mà đừng cho nhiều quá, cho nhiều thì khó xay mà nó lâu. Cái này chỉ cần nhấp thả vài lần là nó xong, bởi vì cái này nó đến 19.000 vòng một phút á. Như vậy là xong rồi đó, nó nhuyễn rồi đó. Đây, nhuyễn vậy,
Nhanh ha, quá nhanh luôn. Rồi sau đó thì mình mới cho vào đây một muỗng cà phê vuông như thế này, hoặc là một teaspoon vuông cái phần vừa xay xong. Rồi mình trộn đều lại. Mình làm như vậy cho nó nhanh đó, tranh thủ thời gian. Rồi bỏ qua, ướp ở đây. Trong trường hợp mà mình có nhiều thời gian hơn thì ướp lâu hơn, còn không thì mình cũng ướp và làm liền luôn. Và chuyển qua xay cái phần sả thì cũng giống như lúc nãy mình xay cái phần tỏi ớt hành đó. Đó, mình bấm vài cái là nó nhuyễn. Lúc mình bấm cái nó sốc 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 lên thì nó dễ nhuyễn hơn nè, như vậy là được rồi. Và xay ớt luôn, cũng như là nghệ. Rồi cơm chín, mình nấu cái này xong là cơm cũng có để ăn luôn đó. Và cũng nhuyễn ra luôn, nhìn màu đẹp đấy chưa. Và mình cho vào chảo 3 muỗng canh dầu ăn, tức là khoảng 20 hoặc là 25 gram dầu. Sau đó thì không cần đợi cái dầu nóng đâu, mình sẽ cho toàn bộ cái nghệ vô. Khoảng 25 gram nghệ xay. Và để lửa nhỏ từ từ cho nghệ ra màu. Chú ý là mình đừng để lửa lớn quá, nghệ nó cháy là nó đắng. Rồi, rất là nhanh, mình sẽ cho sả vô. 40 gram sả. Rồi nâng lửa lên để cho cái sả nó vàng. Khi mình cho sả vô mình thấy nó hút hết không ạ? Bởi vì cái sả nó hút dầu rất là dữ. Do đó mà mình có thể cho thêm cái chút xíu dầu vào, khoảng 2 muỗng canh nữa. Tức là tổng cộng là 5 muỗng canh á. Rồi và đảo cho đến khi cái sả này nó thơm lên. Do là sả nó lâu chín hơn là hành tỏi, mình phải đảo trước sả. Rồi bây giờ thì hành tỏi, 25 gram hành tỏi xay. Đó, nó hút toàn bộ, nó hút hết dầu vào đây luôn rồi. Nếu mình cho ít dầu quá thì nó khô, giống như là rang. Do vậy mà cho nhiều dầu. Rồi bây giờ thì mình nhìn thấy cái này nó chưa có vàng lắm đâu. Không cần vàng mà chỉ cần thơm thôi. Cho toàn bộ cái gà thôi. Rồi mình đảo qua. Bây giờ nó thơm rồi đó. Thơm lắm luôn, ở đây thơm ngào ngạt luôn. Mình sẽ đảo cho thịt gà săn, thì sau đó mình sẽ cho nước cốt dừa vô. Mình để lửa lớn để cho nó không có bị ra nước, và nó thấm gia vị vô gà. Đồng thời là da gà sẽ ra mỡ. Từ từ mình sẽ thấy cái miếng gà nó bắt đầu nó hơi rám như vậy nè. Là mình sẽ cho nước dừa vô. Mình sẽ cho 150ml nước cốt dừa. Tùy theo mình thích ăn nhiều nước hay là ít nước thì mình sẽ cho cái nước cốt dừa nha. Và mình thêm cho 200 là vừa. Bởi vì nếu mà mình cho nhiều quá thì mình còn phải kho lâu. Mà mình kho lâu quá thì cái phần gà nó sẽ mềm rụt ra, là nó lại không ngon. Rồi sau khi mình cho cái phần nước cốt dừa vô xong rồi, mình sẽ hạ lửa xuống trung bình. Và tùy theo, nếu như mà mình thích ăn nhiều nước thì mình sẽ kho đậy nắp. Còn nếu mình thích ăn ít nước thì mình kho mở nắp. Và lửa trung bình cho cái này chín nha. Sau khi kho khoảng 2 phút thì trở thịt để cho chín đều. Và tiếp tục kho cho đến khi nó sệt nước thì lúc đó là gà sẽ chín. Thỉnh thoảng thì nhớ trở cái phần thịt này trên xuống nha. Và sau khi mình kho được 7 phút, mình sẽ cho vào đây 1 teaspoon đường, tức là 1 muỗng cà phê hơi vuông vuông. Và nâng lửa lên cho nó cao đi, cho nó sệt nước.
Và nếu mà mình nâng lửa thì nó văng lắm. Thì đây là một cái mẹo, tức là mình để một cái vá gỗ và để xuống như vậy nè, thì mình mở lửa lớn không có văng nữa. Và tiếp tục mình nấu trong đây cho 3 phút nữa để cho nó cạn nước. À, chính xác là sau khi mình kho được 4 phút à, lửa lớn thì cái phần thịt nó cạn nè, và nó rám rám như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ canh chỉnh lại cái gia vị của mình. Mình sẽ cho vào đây một muỗng canh nước mắm, tức là 6-8 ml. Và nếu như mình có ăn bột ngọt thì cho vào đây 1/4 hoặc là 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu không ăn thì mình có thể thay thế bằng đường. Sau đó thì mình trộn lại và mình nếm xem có vừa khẩu vị của gia đình mình không nha. Và kho thêm khoảng 1-2 phút nữa cho cái phần này nó thấm cái nước mắm vô. À, nó sệt như vậy nè, là rất là vừa luôn. Ngon kia chưa? Mình cho ra đĩa và sau đó mình cho ngò với hành lên. Khi mình cho thịt gà ra, mình nhớ là mình bỏ cái phần mỡ đi, bởi vì cái mỡ gà ăn không có tốt. Anh chị em và các bạn nhìn thấy món gà kho sả nghệ này ngon không ạ? Món này sẽ được ăn cùng với cơm rất ngon luôn. Và mình khuyên chúc anh chị em và các bạn ai cũng nấu ngon. Và thật là ngon món ăn này nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Đây là món gà kho sả nghệ. Và nhớ là lúc mình cho ra thì mình đừng có lấy phần mỡ. Phía bên trên sẽ cho ngò hoặc là hành lá. Rồi như vậy là món ăn của mình đã xong rồi. Và cũng có thể cho ớt nữa cho nhìn cho nó hấp dẫn nha. Rồi, xong rồi. Nếu như thích tiêu thì có thể cho vào một chút xíu tiêu. Để qua mình nhìn thấy món gà kho sả nghệ của mình.